Thì tiếp theo thì sẽ sửa cái câu số 7 trong cái bài tập chương 3. Giả sử ngày sinh của người dân trong một thành phố lớn có thể rơi ngẫu nhiên vào trong một ngày bất kỳ trong trong năm, tức là 365 ngày. Chọn ngẫu nhiên 1.095 người trong thành phố đó, tính xác suất để có hai người có cùng ngày sinh với một ngày đã cho. B, có không quá 7 người cùng ngày sinh với một ngày đã cho. Thì ở bài này đó, nếu mà mình gọi x là số người cùng ngày sinh trong 1.095 người này, như vậy thì chúng ta có x là có phân phối nghị thức với tham số n bằng 1.095, và b tính là cái xác suất một người có cái ngày sinh vào cái ngày đã cho đó là 1/365, một năm có 365 ngày. Nhưng mà ở đây mình thấy n ở đây là khá lớn, và nb là bằng n nhân b thì nó bằng 3, nó nhỏ hơn 5, cho nên mình có thể xem biến ngữ gì x này nó có phân phối Poisson với tham số lambda bằng bằng 3, và do đó để mình tính xác suất để có đúng hai người, để có hai người có cùng ngày sinh với cái ngày đã cho đó, thì ta có xác suất x bằng 2 nè. Thì theo công thức của cái phân phối Poisson đó, thì thầy nhắc lại cái công thức phân phối Poisson là gì? Thì cái công thức tính phân phối xác suất x bằng k nó sẽ bằng là lambda mũ k và chia cho k dây thừa nhân e mũ trừ lambda, đúng không? Cái công thức này và mình áp dụng trong trường hợp này là lambda bằng 3 nha. Đó, lambda bằng 3. Như vậy thì ở chỗ này đó thì cái xác suất x bằng 2 nó sẽ bằng là 2 mũ 3 mũ 2 chia cho 2 dây thừa nhân e mũ trừ 3. Cái này mình có thể bấm máy tính như thế này, 3 mũ 2 chia cho 2 dây thừa, 2 dây thừa là bằng 2 luôn, đúng không? Mình nhân cho e mũ trừ trừ 3, e mũ trừ 3 kết quả của mình là 0,2240 nè. Và tương tự như vậy thì mình giải câu B luôn, đó là xác suất có không quá 7 người có cùng ngày sinh với ngày đã cho. Xác suất có không quá 7 người có cùng ngày sinh với ngày đã cho, đó chính là xác suất x bé bằng 7. Và chỗ này là mình sử dụng cái tổng này luôn, cái tổng này khi theo k và k nó chạy thì 0 đến 7 đó. Vì thì để tính cái tổng này em có thể bấm máy tính bằng cách là bấm shift dấu 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 x chỗ này đó. Thì ở đây mình thấy cái dấu tổng màu vàng vàng đó, rồi mình nhập công thức vào thì cái chữ k thì trong máy tính mình nhập mình chữ x nha. Và lúc này mình cho k x nó chạy từ 0 đến đến 7. Rồi, kết quả của mình là 0,9881. Rồi, vậy thì trên đây là cái lời giải của cái bài tập cái câu hỏi số 7 trong cái xác suất của chương 3, trong bài tập xác suất chương 3.